Nếu Yên Tử là nơi tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thì chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh là nơi Ngài giảng pháp độ tăng. Không chỉ là trung tâm Phật giáo quan trọng của dòng Thiền Trúc Lâm, chùa một thời được mệnh danh là Thiên Nam đệ nhất danh lam cổ tích. Chùa Quỳnh Lâm có lịch sử huy hoàng với nhiều giá trị lớn về kiến trúc, nghệ thuật. Chùa Quỳnh Lâm thì đã có lịch sử từ thời kỳ nhà Lý, năm Long Thị Thái Bình thứ tư, đời vua Lý Thánh Tông. Chùa Quỳnh Lâm có rất là nhiều những cái hiện vật rất là đặc biệt, ví dụ như là tấm bia đá từ thời kỳ nhà Lý. Tấm bia trùng tu tái tạo Tiên Du Sơn đệ nhất Quỳnh Lâm tự trước tam quan hiện nay cho thấy lịch sử hàng ngàn năm của chùa. Tấm bia này cao 2,46m, rộng 1,53m, dày 0,25m, vốn được dựng vào thời Lý. Đến thời Lê Trung Hưng, khi trùng tu chùa, người ta đã gọt bỏ một phần họa tiết hoa văn và toàn bộ minh văn của tấm bia này để khắc lại. Đây là một trong những tấm bia lớn nhất của thời Lý hiện còn ở tỉnh Quảng Ninh. Hình ảnh tấm bia cổ bên ngoài và những tảng đá cổ hai bên dọc chùa, tòa Di Lặc Phật Điện nằm ở giữa, thờ Tam Thế Phật, tòa Lưu Ly Phật Điện nằm ở phía sau cùng. Nơi đây có điểm nhấn là bức tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni. Vào thời kỳ nhà Lý thì với những công của Thiền sư Nguyễn Huy Không thì chùa Quỳnh Lâm có một bức tượng Phật Di Lặc thì được coi như là một trong An Nam tứ đại khí. Chùa Quỳnh Lâm xưa, ngoài tượng Di Lặc được xem là An Nam tứ đại khí, còn rất nổi tiếng với gác chuông chùa. Công trình nay được xây mới trên vị trí nền móng cũ với khung kết cấu bằng gỗ lim. Đặc biệt, chiếc chuông bằng đồng lớn treo tại đây có niên đại 200 năm. Được đúc khi trùng tu, tôn tạo chùa vào thời nhà Nguyễn. Và hiện ở chùa Quỳnh Lâm vẫn còn câu ca dao. Nức tiếng Quỳnh Lâm cõi xứ đông, tháp cao chín đợt màu mây ám. Chùa rộng trăm gian gác ngựa hồng, trước điện thông reo cùng trúc hóa, trong am khánh đá với chuông đồng. Hai pho tượng đồng lớn thời Lý, Trần không những chứng tỏ trình độ đúc đồng đạt đến đỉnh cao mà còn nói lên những hoài bão to lớn của cha ông chúng ta trong việc xây dựng những công trình lớn, càng khẳng định thêm danh tiếng cho Quỳnh Lâm, một thời được mệnh danh là Thiên Nam đệ nhất danh lam cổ tích. Khi bản thân tôi đến đây là cũng cảm giác là mọi vật yên bình, một quang cảnh linh thiêng, ngôi chùa rất là đẹp và cổ kính. Ngày nay, mỗi khi đứng dưới gác chuông chùa Quỳnh Lâm sẽ không khỏi bồi hồi khi nhớ về một thời quá khứ huy hoàng của ngôi chùa gần nghìn năm tuổi.